Một bạn ở thành phố Hồ Chí Minh và làm một cái lĩnh vực dường như là trong nông nghiệp gì đấy, thì anh ấy mới nói chuyện với tôi là ngày xưa em có làm với Đảng Pháp, thấy họ bảo thủ quá, tự hào dân tộc, em bỏ đi chẳng hạn đó. Nói là vừa phải là tự hào dân tộc không nghĩa là sao, và tránh cái nhiều khi không 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 không, không tránh bao giờ, đừng bao giờ tiếp những cái quyết định mình. Tuy nhiên mà trong cái vì giảm, thường là mình trẻ thì ngày tôi cũng thế, mình cái máu gọi là máu gọi là tự ái nó cao, nhất là tôi nghĩ là mình càng cái nước nó thường rất là thường gặp các nước mới phát triển thì cái lòng tự ái cao, thì còn nước phát triển thì giảm xuống. Vì vậy đó, những cái chúng ta giảm lại chúng ta mới phát huy được sẵn sàng, hay là chúng ta rất là tránh cái tôi gọi là cay đắng, những cái mà tôi cực tránh cái đắng, hay là ngày mai sẽ tỉnh táo sống tiếp chứ cay đắng thì không giải quyết được gì. Những cái điều mà tôi vừa nói nữa là nếu trong tất cả các bạn đều ở đây đều sử dụng Facebook đúng không? Có ai không sử dụng không? Có ai không sử dụng Facebook? Các bạn biết hiện nay dùng như theo thống kê là ở Việt Nam là 75% dân số, tôi nghĩ là hơn, nhưng theo thống kê chính thức. Thì trong tôi nghĩ ngay cả đi xa nữa, ngay khi mà các bạn khởi nghiệp, cái này một mà gọi là khai khởi nghiệp sớm, bắt đầu tôi không thích chuyên nghiệp, cái mình chuyên nghiệp cũng khó nói, là pro tí thì nói gì, thì trong thời gian rất chúng cái mà chúng ta nên tránh, theo tôi nghĩ là cái những cái mạng xã hội là theo một quan điểm công tư trộn lẫn lẫn nhau thì khó tính thời gian tới. Thì khi mà các bạn làm việc về trong công việc của bạn, các bạn tách ra, chứ còn trộn lẫn thì nó khó. Tôi theo đó là quan điểm của tôi, thì nó cũng là chuyện pro rồi. Và trên tinh thần đó, các bạn mà đi xa hơn nữa, à bạn này, bạn có website chưa? Công ty có website không? Bạn có gọi là gọi gì, địa chỉ email của công ty chưa? Thì trong những bạn mà đã tôi gọi là khá xa, đối với tôi là khá xa trong cái tầm nhìn, thì các bạn cũng để ý cái chuyện đấy. Nhà ta thì thường ngay cả tôi nghĩ là cái chuyện bình thường, vì mình đi nhanh rất là nhanh. Mình ngay cả trên tôi thấy trên những quan chức cũng sử dụng Việt Nam vẫn sử dụng Gmail. Thì trong tôi nghĩ là cái đấy thì chuyện bình thường, là ai cũng dùng Gmail ấy. Thì tôi nghĩ là trong cái không phải ngày mai, nhưng mà các bạn cũng theo cái tinh thần là chia ra, thì trước khi mà chúng ta có đầu visa đấy, các bạn gọi là pro một tí, mà tôi hy vọng và cái đường mang bắt đầu mà củng cố biển trong trong của chúng ta bước đầu xa, tôi nghĩ là bắt đầu dần lớn. Thường là mọi người, tôi có một số mọi người tôi quan hệ thì hay là cầu nối, thì là biển gọi là biển cả chưa xong, bắt đầu lo biển xa, thì cái xác suất thành công theo tôi nghĩ là rất là ít, ngoài từ là tôi nghĩ là vì vậy mình lo cái chuyện chẳng hạn muốn bán ở ví dụ châu Âu đi, bạn có quan tâm thị trường châu Âu đấy, thì chẳng được quan tâm thị trường ngay rất sớm khi mà bạn biết, vì cái họ nhà họ rất là quy củ. Khi bạn có cái email mà Gmail chẳng hạn, thì tôi nghĩ là bất kỳ ai cũng biết là cái này còn rất là nhỏ bé, không phải cái chuyện nhỏ bé, mọi người vẫn rất là quan tâm. Không phải đánh giá mình nhỏ bé, mà có sự chuyên nghiệp trong cái tiếp cận, cái giao tiếp của mình. Thì chúng tôi cũng thế, khi mà chúng tôi khởi nghiệp cái họ chúng tôi là ngay trong 2-3 tháng thì chúng tôi có coi hết, thì không phải một mình thật ra theo tôi nghĩ, tôi không phải công nghệ thông tin, nhưng mà tôi nghĩ gọi là cái kỹ thuật đến ngày hôm nay thì tôi phải làm ở đây rất nhiều, tôi nghĩ là không khó lắm, đúng không? Đó là xây dựng không khó lắm. Và thường là nhà mình theo tôi nghĩ là cái tư duy nữa là khi nào có khách thì có làm đó, thì mình quy mô nhỏ, mà cái đương nhiên mình cố gắng là tạo cái gọi là dụng cụ, gọi là cái phương tiện kinh doanh trước khi mà cứ không thôi quanh quẩn. Thường cho mọi người là bây giờ không làm, chưa có khách làm trước đi, mà làm cũng khá rõ, chứ thường là có khách bắt đầu tập trung thì cũng được, nhưng mà tôi nghĩ là ngay lúc đầu thì nó dễ hơn. Có những cái tôi thường thường gặp
thường gặp nữa lúc nhà nhà ta tôi thường gặp nữa là đánh giá ai đấy rất là sớm theo cái cuộc sống mình. Các bạn hiểu tôi nói gì không? Chẳng hạn từ đấy anh có một tôi mời một ví dụ, tôi ở đi Hà Nội với lại bạn Minh Hạnh, rất tiếc là một trong thanh niên trẻ năng động trong hội tôi hôm nay cũng gia đình không có tham gia với các bạn, thì đi tôi với bạn Minh Hạnh tầm 25-26 tầm chắc một số tuổi bạn, chúng tôi đến là anh tôi tham dự một sự kiện thì bạn ấy mặc áo dài đi ra, chúng tôi vừa tham dự kiện ngồi nói chuyện với một ông chủ doanh nghiệp xoáy Nga ở bên Nga và về lâu và tôi quyết với tình cờ, thì khi mà nói chuyện thì ông doanh nghiệp ấy em mới lấy tân già đó là áo dài trẻ nữ chắc chắn hơi sinh tươi chắc chắn là lấy tân tránh cái quan điểm trước khi mà biết ai là ai đó, tôi nghĩ là đó là cái để chúng ta giao vẫn là cái chủ đề tôi muốn lấy là cái chủ gọi là chủ đề giao tiếp. Bạn biết không biết là bạn biết cái có tôi nghĩ là khi mà chắc bạn không biết bạn cái này cũng khá đơn giản để tránh cái sai lầm á, chẳng hạn sai lầm ai đi mè thì là đại gia đấy, xong rồi mình đánh nhầm thành ra là cái quan điểm mình nó không biết các bạn có thể được không ạ? Các bạn có ba cái chủ đề này khá cơ bản để chúng ta giao tiếp hay chúng ta lắng nghe. Tôi gặp là hiện thực, tôi có cách sử dụng chữ thế này lắm, tôi phải sử dụng là cái pháp. Bây giờ là 9 giờ, cái đào tạo của mình 18 giờ, 19 giờ anh A đến, anh đến muộn, đó là cái hiện thực. Bắt đầu 18 giờ, 19 giờ đấy là hiện thực, không có ai bàn cãi. Quan điểm, chúng ta thường anh về là chúng ta anh opinion, và cái cuối cùng là tôi biết là cảm xúc nhé. Tôi viết ngược lại nha, tôi viết càng ngày càng xấu. Thì đó các bạn, tôi nghĩ là những cái này nó khá cơ bản trong cái gọi là giao tiếp, và nó cũng quan trọng trong khách hàng hay là nay mai lãnh đạo. Thì trở lại câu chuyện, muốn mà lắng nghe, muốn mà đừng có ý kiến trước thì thật không đi chối cãi. 18 giờ 19 giờ anh A đến, đại ca đến một quan điểm. Chắc ở nhà ăn cơm với vợ xong cái là một cái cô bạn này, cô trong hội viên tôi vừa rồi đến mới để tân ra một quan điểm không có theo từ từ là cái quan điểm của mình thường theo cái quá khứ hay cái môi trường sống của mình, có thể đúng có thể sai, đó là quan trọng cái điều này. Và cái thêm cái cảm xúc thường là tránh để gọi là tự ái tự thôn, cái cảm xúc là cái thằng này đến A đến một không bao giờ thầy nuôi nó là vô lý, ví dụ đây là một ví dụ là cảm xúc là vô lý hoặc là vô lý. Tôi lúc nào tôi đến một thì thầy phê bình, ví dụ là cái gọi là theo một cái cảm xúc. Thì các bạn trong cái giao tiếp của mọi người đó, bạn tránh hai cái này nhiều nhất có thể. Đó thì là bạn cái khi mà bạn nói chuyện đến thực thì các bạn thì ngay cả khách hàng thấy ông chắc dầu hay cái chữ dầu không nghĩa là gì. Vậy thì tôi muốn cho các bạn và nhắc là cái này thật cũng khác và nhắc là cái hay là gọi là trong hai cái dưới này tôi vẫn là cái quan điểm có thể đúng, cái câu chuyện có thể đúng có thể sai, phải biết tất cả cái chuyện đấy. Và khi mà chẳng hạn thấy trong cái gọi là quan hệ khách hàng thuyết phục hay là tranh chấp là thường là cái chuyện quan điểm là đến sáng cũng không sao, thành ra là khi mà muốn gọi là hài hòa anh có cảm nhận tôi có được nếu được ta tạm gác cái đề tài này chúng ta làm việc tiếp chuyện khác thì cái quan điểm này không bao giờ ai cũng hài lòng sao, đó là cái
cái thông điệp tôi muốn gửi đến các bạn. Những cái thật thường gặp ở Việt Nam là cái gọi là tinh thần trách nhiệm. Nhà ta hay lý giải tại vì ABCD tại vì tất cả một phần tại vì chúng ta thì chúng ta đã phải nhận nhận trách nhiệm ở đây là nó chắc chắn. Khởi nghiệp thôi. Cái hôm đó không may mắn một phần thôi. Không may mắn nhiều lần là bạn nên nghĩ chắc là bạn chắc chắn là còn bạn kia là bạn hên hơi hơn bạn thì tôi nghĩ là một lần là hên suốt đời suy nghĩ lại và có sự thiết thực của nó. Vì vậy đó là tôi nghĩ là các bạn là khi mà sẵn sàng đặt ra trách nhiệm khi nắm vững tâm tin rồi gọi là dạng cái từ mà phê bình phụ huynh nói nó chung chung không được phải là trách nhiệm. Chẳng hạn như tôi thấy là nói ví dụ thời sự nên những cái ví dụ chạm mấy câu chuyện mà ngày hôm qua tôi thấy tôi đọc báo cái câu chuyện mà có về chất AI gì ở trên vài cái chuyện đó không biết hay hay không hay tại vì thường là lại lý giải nhà mình hay rất giải anh là trưởng nhóm, anh là chủ công ty nếu mà năm sáu người ngay mai hai ba trăm anh chắc chắn là chủ công đấy. Tại ngay cả anh phân công tại là cũng là thì trong cái chuyện mà cái người cái chuẩn bị lại trong anh suy nghĩ lại anh phân công không đúng lắm, anh không kiểm tra đúng lắm, chắc chắn có phần trăm có thể nói là không phải 100% chắc không phải chắc chắn 100% thì chắc chắn anh có trách nhiệm. Đó là mình lấy từ lấy cái tình trạng lấy cái tinh thần trách nhiệm thì các bạn có thể điều khiển được một số gọi là trưởng nhóm hay là ngay của cuộc sống bạn. Và cái rồi đó là cái tôi về ở đây thì rất là thoải mái, tôi thấy là các bạn mở vào thế là tôi nghĩ là nhà mình thường là nhất là đây là tôi nghĩ là khởi nghiệp thì ai cũng phải có cái chưa có thì bổ sung thêm kỹ năng bán hàng đúng không? Thường là dân kỹ thuật thì hôm tôi vừa về từ Cần Thơ về thì có các bạn khởi nghiệp về công nghệ thông tin thì tôi mới nói là thì đa số thường công nghệ thông tin máy móc quá thì quen là phải đột phá. Tôi nghĩ là cái gọi kỹ năng bán hàng cái đấy là không phải là bẩm sinh, không nhất thiết là bẩm sinh tập dược được. Vì vậy là các bạn nên bất kỳ lĩnh vực nào phải có học từ tác nghiệp phải có kỹ năng bán hàng. Kỹ năng bán hàng bắt đầu bằng tôi thấy ở đây các bạn ít trong cái tôi để ý không có thể là thì các bạn trẻ và hăng say thầy Duy Linh nói ở đây đã phải khởi động lúc nào cũng năng động thì có thể là ít có hay không có, tuy nhiên mà cái đa số tôi gọi là cái cơ bản của cái bán hàng là tôi gọi là thật ra tôi dịch ra từ những cái đơn giản chắc thầy Duy cũng không biết đâu, có thể là không sao kìa rồi. Tôi gọi là 3C. À, 3C là chào anh mới đây, cảm anh, cảm ơn anh, chào anh tôi về là cái khá cơ bản à quên 4C chào anh, chào bạn thứ rồi xong xong việc, cảm ơn, chào anh tôi về. Tôi thấy thì chẳng hạn chưa giao tiếp gọi là một số công ty, một số nhà hàng mặc cho một đống và chắc bị cái không thì đấy nhiều không nữa là không ý thức ngồi thì thật ra cái cơ bản chưa không đi sang chưa phải là thì ngay cả thiết nghiệm mà các bạn thiết thì bia chẳng hạn thì quên hay là những người quản lý chưa nhắc nhở 4C nhớ chưa tôi nhắc lại vấn đề cho tôi theo tinh thần C1 là xin nào chào C2 rồi C3 cảm ơn C4 cảm ơn các bạn nhớ cho cái 4C nha là các bạn ai cũng tăng được đấy thì bạn thấy thoải mái hơn và không biết là ai không có mất mát gì có anh mà gặp gừng thì chẳng mất mát chỉ có tốt thôi đó là cái tôi muốn gợi ý cho các bạn thì
đó là cái có thể là có mở tôi là bạn mở bài bài thông điệp. Bây giờ tôi trả lời câu hỏi các bạn trong vài câu hỏi hay là nhiều câu hỏi, chúng tôi theo cái chủ đề tôi sẽ đề cập đến cái rồi những cái chủ đề khác. Như thầy thầy vừa nói cũng có một số nhưng mà chưa đủ đâu, cũng phải học hỏi các bạn. Và tôi thêm một cái câu chuyện nữa, tôi quên nữa, tất cả mọi người đều học hỏi đến ngày hôm nay, vì vậy tôi cũng rất quan tâm là các bạn trẻ, vì tôi cũng học hỏi các bạn, vì vậy chứ không phải là một chiều. Đó thì bạn nào rồi, bạn cái gì? Dạ anh tên Thắng. Thắng rồi, mời Thắng. Dạ thưa anh, là thì em cũng chắc là theo cái tuổi em còn trẻ cho nên là em xin hỏi một số câu nó có liên quan với cái giới trẻ một chút. Thì là khi mà cái giới trẻ của mình đi tụi em mà đi ra khởi nghiệp hay bắt đầu thì nó thẳng ra là tay trắng, chả có gì cả. Thì với một cái người trẻ như vậy, họ không có kiến thức, họ không có kỹ năng, họ không có một cái nền tảng gì cả, thì khi mà mình giao tiếp, mình tổng môn hệ với người khác thì họ luôn có một cái khao khát là mình được gặp những cái người mà họ giỏi hơn mình, họ có nền tảng tốt hơn, họ có kỹ năng tốt hơn mình để mình học hỏi được từ họ. Thì tất nhiên người trẻ rất là muốn gặp gỡ những người có kinh nghiệm như vậy, nhưng mà nếu mà nói về đi thì phải nói lại, những người như vậy thì họ gặp những người trẻ làm cái gì, thì họ sẽ được những cái gì từ những người trẻ như vậy. Dạ trẻ muốn hỏi là khi mà mình đóng vai trò một người trẻ như vậy thì làm sao để mình có thể tạo một cái mối quan hệ với lại một cái người có level cao hơn mình như thế. Dạ mình trả lời câu hỏi đấy trước nha. Dạ, nếu câu hỏi sau thì mình tôi nghĩ là bạn đấy vẫn là chủ động, như bạn nói nó vẫn là chủ động, thì bạn nói là bạn không có gì gọi là đúng à, đó thì là bạn không có kinh nghiệm mà ít tiền, thì nhưng mà bạn có những nhiều cái có thể cái người bạn nói là có kinh nghiệm cần, thì bạn đề nghị và bạn cần xử lý. Ví dụ tôi nghĩ là những cái đa số các bạn trẻ gọi là thế hệ 9X hay 20X thì là những cái về mạng xã hội, công nghệ thông tin, thì bạn đề xuất những cái nếu mà bạn nắm tôi nghĩ là ví dụ thế, là bạn đề xuất bạn thực hiện anh có cần hay không, em nghĩ, hay là bạn quan sát cái người bạn gọi là có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực nào đó, bạn tập trung cho tôi cái vấn đề mà gọi là truyền thông mạng, chắc chắn là tôi nghĩ là khá thường là thiếu, thì lúc đấy bạn đề nghị để bạn đổi lại, để người ta quan tâm với bạn và để người ta ngày mai đánh giá bạn, tôi gọi một cách tôi nghĩ là tự nhiên, mà chúng ta tránh là được cái này tôi nghĩ là trong cái khi mà chúng ta không có ít kinh nghiệm đó, tránh cái gọi là tôi làm cái này được cái gì đó, thì một phần thôi đó, những sẵn sàng những vì tôi không có thời tôi không có tiền, tôi không có, nhưng mà tôi cái mà tôi có được bỏ cái công sức, may mà tôi còn có, thì tôi nói ví dụ đó là tôi lấy một ví dụ trong cái khởi nghiệp mà cái tổ chức của chúng tôi là lúc đầu một người, bắt đầu tìm được hai người, thì khi mà cần thiết thì thoải mái tránh thêu dệt vừa thôi, vì tất cả những cái thêu dệt nó sẽ là chấm gió, thì không ngồi chấm gió bạn bè thì không vấn đề gì, nhưng mà công việc thì giảm đi. Thế thì tôi trả lời hy vọng là nếu không thì tôi tiếp tục gọi là giải thích, thì là những người đấy cái mà bạn cần và qua cái nghiệp thực mà bạn cần thì là thường là những cái về liên quan đến công nghệ thông tin,